Hello mọi người, thì mình là Nguyễn Khôi á. Thì hiện tại mình đang đã trải qua cái quá trình phẫu thuật hàm và niềng răng đã khoảng 6 tháng rồi. Thì trước khi mà niềng răng á, là mình răng của mình là bị lệch nè, răng mình sập sệ nè, bị méo mó, với lại một phần nữa là cái mình bị dính thắng lưỡi khá là nhiều nên nó chỉ rất là bị đớt. Một phần mình quyết định niềng răng là cũng là vì mình body shaming khá là nhiều nên đó là quyết định lớn của mình, nhờ mình đi niềng răng à. Mới niềng răng xong á thì mình phải kiêng một số thứ như là cứng, tại răng mình trải qua phẫu thuật cắt hàm nữa. Còn những cái khó khăn học ra, còn những cái thay đổi còn lại là bạn bè khi mà thấy mình niềng răng á, họ nhìn mình thay đổi rất là nhiều và họ có khen mình nữa, nên một phần mình cảm thấy tự tin hơn rất là nhiều. Trước khi niềng răng đó, thì mình có được lên tư vấn là gắn mắc cà trước để cố định các khung răng, để mà trong quá trình phẫu thuật các bác sĩ làm chính xác hơn. Và sau khi phẫu thuật là sẽ đi dây cung và sẽ tiến hành mổ hai cái răng số 4 của mình, để mà rồi đó là đi siết răng để răng nó chạy đều hơn. Thì trong khoảng quá trình là được 6 tháng rồi, 5 đến 6 tháng rồi thì răng mình nó chạy được khá là ổn định và tốt hơn xưa là nhiều, do răng mà xưa của mình nó hơi khá là sập sẻ. Và một cái mình cảm thấy rất là ok luôn là những bạn của mình á, khi mà niềng răng á, họ dễ bị rớt mắc cà hay là bung dây cung rất là nhiều, và lúc và có thể gây ra chảy máu nữa. Nhưng mà từ lúc mình niềng răng tới bây giờ là mình nói là mình chưa bao giờ bị bung mắc cà hay bung dây cung. Mặc dù á, mình không phải gọi là kiêng cử lắm nha, mình vẫn ăn và gặm hơi bị nhiều ấy, nhưng mà vẫn không ảnh hưởng gì luôn. Mình cứ thật ra kiêng lúc đầu thôi là do mình mới niềng răng xong và mới mổ xong ấy, nên cái xương mình khá là yếu nên mình phải kiêng. Còn bây giờ mình cứ ăn thoải mái, thậm chí là mình gặm xương nhưng mà nó không ảnh hưởng gì hay là bị bung mắc cà hay gì cả, nên cảm thấy rất là ok về vấn đề đó. Quá trình nhổ răng thì cũng không đau gì luôn, một phần bác sĩ đã có kinh nghiệm nên thực sự khi mà làm cho bệnh nhân á cũng cảm thấy không có đau, chỉ hơi tê tê tí xíu thôi. Còn có một cái nữa là nếu mà mấy bạn niềng răng á, các bạn sẽ biết là khi mà niềng răng á sẽ ảnh hưởng đến khung xương, thời gian đầu sẽ ảnh hưởng tới khung xương khá là nhiều. Một số bạn sẽ bị hớp má, hớp thái dương, nhưng mà mình lại không bị. Em thì mình không hiểu lý do như thế nào, nhưng thực sự là mình cũng hơi rất là vui á. Vì khi mà mình tìm hiểu đến niềng răng thì mình cũng đã tìm hiểu về vấn đề đó rồi, và mình khá là chấp nhận với vấn đề đó. Nhưng thật ra lúc trong qua giai đoạn mình niềng răng mình vẫn không bị ngủ hớp má, hớp thái dương. Mình khuyên các bạn là nếu mà niềng răng á thì cũng đừng có lo, vì cái chi phí niềng răng ở đây mình có thể trả góp theo từng tháng, mặc dù là lãi suất là 0% đó nha, nên mấy bạn đừng lo. Nhất là đối với những bạn học sinh sinh viên thu nhập chưa cao, nhưng mà mình vẫn phải trả theo tháng và không có lãi suất 0% nha. Mình chắc chắn luôn, mình tin luôn á, là khi mấy bạn đi tư vấn chỗ khác á, lễ tân nó sẽ kiểu giống như là chụp mô phỏng răng của bạn như thế nào bằng điện thoại thôi và đưa cho bác sĩ tư vấn thôi. Còn bạn khi mà bạn đến với GFW á, mấy bạn sẽ được take care từ đội ngũ customer service ở ngoài lễ tân này, rồi đến với bác sĩ tư vấn về tình trạng hàm răng của bạn như thế nào luôn. Rất là ok, rất là khác biệt đối với những chỗ mà chăm sóc về răng miệng khác, nha khoa khác.